Wow, Bi Hiền bắt con quyện to quá chừng luôn này cả nha. Một con ốc nữa nè. Ốc nhĩ lá hị nè. Ồ, còn đây, con ốc long nữa nè. Còn con ốc long. Wow, to quá luôn. Wow, con nào nấy. Đó, 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 đó. Đó. Lên, lên, lên. Đây. Lên, lên, mọi người ơi. Lên, 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 lên. Chụp nó em. Đó. Đây. Wow, to luôn mọi người ơi. Siêu to luôn nè. Bỏ vô em. Quá ngon. Ồ, hình như là sò đỏ cả nha. Đây nè, wow. Con sò đỏ này khá là to nha. Đây, mâm ốc móng tay siêu cây của hai tụi em đã chín rồi nha cả nhà. Em và Bé Hiền xin chào hết tất cả mọi người nha. Hello mọi người. Hiện tại thì em và Bé Hiền đang có mặt ở trên những cái cồn cát để mà đi làm một cái video săn bắt hải sản mùa nước cạn cho cả nhà mình cùng xem nha. Hôm nay tụi em đi thì có mang theo một cái xô với lại một chiếc găng tay nè và một hũ muối nữa nha cả nhà, để mà đi săn bắt ốc móng tay ở trên cái cồn cát này nè. Mời hết tất cả mọi người cùng theo chân em và Bé Hiền để mà đi săn bắt xem thử hôm nay sẽ gặt hái được những loại hải sản gì nha cả nhà. Em phát hiện được có một hang ốc móng tay nè cả nhà. Đây nè. Với lại ở bên đây cũng có nữa nè. Đây là hết trọi là hai hang nha. Hai hang móng tay đầu tiên. Bây giờ sẽ cho muối xuống nha cả nhà. Ở gần nước quá nó sập rồi. Đó. Ồ, sập hết rồi. Nước không à. Nước quá chắc phải đào luôn quá. Ồ, nó bứt cái cục rồi. Dường như là được rồi nha cả nhà. Đây, một con ốc móng tay đầu tiên nha. Đó. Đây. Ở đây có một hang nè. Để cho muối xuống thử. Diệt lên chút. Ồ, hình như là cái giòi của nó nằm ở trên luôn cả nhà. Đó. Lên. Ồ, chụp luôn, không là nó tuột xuống lại á. Đây một con, giờ sẽ cho vào một tí nước để mà nó nhả cát ra. Rồi. Cá lỗ này. Đây cả nhà, Bi Hiền cũng gặp được một hang này.
em bỏ muối luôn rồi, bỏ ít xuống rồi. Để đó, đây cho một xíu nước nha, để cho nó chiều xuống. Xuống chưa? Hàng này chắc nó sâu sao? Muối nãy giờ nhiều mà chưa thấm gì. Đó. Đó. Lên mọi người ơi. Chụp nó em. Đó. Ô ta luôn mọi người ơi, siêu ta luôn nè. Bỏ vô đi. Quá ngon. Đây có cái hang nữa nè. Ở bên đó bé Hiền lại gặp thêm một hang nữa nè. Cả nhà. Đâu đưa anh dẹt ra cái ô hình như là sò đỏ cả nha. Đây nè, wow, con sò đỏ này khá là to nha. Lộn luôn đi em, do hai cái hang nó giống nhau lắm. Bên đây thì em lại phát hiện được một hang này cả nha. Đây nè, đưa muối em. Wow, cái giòi của nó nằm ngay ở trên luôn cả nha. Đó. Lên kìa cái này. Đó. Lụm nó em. Đây. Wow. Con nào nấy cũng đen đen trung trung một cỡ thôi nha cả nhà. Đi thôi. Đi đến đây thì em phát hiện có dấu nước này cả nhà. Đây nè. Đây. Ô, ở bên đây nữa nè cả nhà. Con này, dấu nước quá trời luôn. Đây nữa nè. Rồi, vậy đó. Đưa muối cho anh em. Ở đây nó ở gần nước cho nên nhiều khi cũng khó bắt lắm nha cả nhà. Ô, cái hang này là hang sò đỏ này. Đi qua hang bên kia xem thử. Hang nào mất tiêu rồi. Nước quá. Đây hả ta? Ở đây đây. Wow, nước không à? Nước của em phải bắt tay luôn nha cả nhà. Được rồi. Ở ngoài này bỏ muối là chắc chắn là không được rồi. Đây. Đây cả nhà. Ở bên này em có phát hiện được một hang nữa nè. Đây nè. Đó. Nước quá chừng luôn. Con tì này mà nó có nước khó bắt lắm cả nhà. Ó. Chịu lên không biết nữa. Đó. Lên. Đây. Rồi, may mắn quá. Một con nữa nha cả nhà. Đầu nãy giờ xem thử bắt được nhiêu rồi. Wow. Nãy giờ cũng được một mớ này cả nhà. Đây lại có thêm một hang nữa nè cả nhà. Hôm nay ốc con tây nổi rất là nhiều nha.
Đó. Lên rồi á. Lên kìa. Ôi nó yếu. Nó tụt xuống lại kìa. Lên lại này. Chưa đủ độ mặn. Chưa đủ độ mặn rồi. Nó nằm luôn rồi. Xuống lại rồi. Đó lên lại kìa. Nó xuống nó lên hoài luôn. Chớp. Rồi. Đây cả nha. Wow, đã quá. Thịt nó hơi to nha. Đây. Đi đến đây thì lại gặp một cái mè của con ốc mỡ nè cả nha. Đây nè, nó mới vừa bò, nó nằm ở chỗ đây nè, u nè. Đó, wow, bự dữ vậy. Con này, thịt nó đây. Wow. Nhìn quá ngon. Đi đến cái điểm này thì em có thấy cái dấu nước này cả nha. Đây nè. Đó. Ồ đây. Hang của nó nè. Không biết là ốc móng tay hay là sò đỏ đây. Do cái hai cái hang của nó dúng lắm. Bây giờ em sẽ cho một ít muối xuống thử con gì nha. Sò đỏ rồi sao cả nha. Đó. Wow. Mạnh dữ hả. Đây nè. Ồ, ốc móng tay sao á. Wow. Ốc móng tay cả nhà ơi. Đó. Wow. Trời ơi, nó xịt dữ chưa. Trời ơi. Đó. Wow, bự. Wow. Wow, ốc móng tay nè cả nhà. Wow, nó bự ấy. Rồi, một con ốc móng tay đầu tiên. Siêu to luôn. Quá đã. Đó. Ở cái điểm này ốc móng tay rất là nhiều luôn nha. Cửa hang luôn. Wow. Hang này cũng khá là bự nè. Nó nằm kế đi luôn sơn nè cả nha. Đó. Muối bây giờ nó bị thấm nước rồi, nó khó bỏ quá cả nhà ơi. Đó, như lên lên sao này đó. Wow. Vậy mà cũng lên nè. Đó rồi. Ồ, ở bên kia Bí Hiền cũng gặp được một hang kìa cả nha. Một chùm mấy hang lận cả nha. Đây nè, một hang nè. Hai hang. Ồ, đây hang nữa, ba hang luôn nè. Đây, bắt đầu đào từng hang nha cả nha. Muối này nó khó lên quá cả nhà ơi. Sập hang hết trơn rồi. Nước không. Ủa. Ồ, ướt hết luôn. Ồ, lên kìa. Lên. Ồ, thục lại. Thục rồi. Wow. Ghê vậy ta. Ủa sao nó lên xong rồi chưa kịp cầm là nó thục xuống luôn. Đây. Sẽ cho nó lên lại nha. Đó, một con. Ba tới con đây. Wow. Ô, nước mà nó ướt cam luôn cả nhà ơi. Đây. Rồi. Lên lên xem á. Đó. Bí em coi, em coi lên em bắt nha. Em bỏ muối hang này luôn cho nhanh. Rồi. Con thứ hai. Tiếp tục luôn nha cả nhà.
đó lên lên rồi lên sao vậy ta, lên 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 kìa, lên kìa, đây. Ồ, đây con tam luôn đây. Wow. Ồ, nhìn đã quá cả nhà ơi. Bé con nha mọi người. Rồi ồ, con gì anh? Wow, Phi Hiền bắt con quyện to quá chừng luôn này cả nhà. Một con ốc này. Ốc nhĩ lá hị này. Ồ, còn đây, có ốc long nữa này. Còn có ốc long. Ồ, to quá luôn. Ồ, con nào nói bự bự không cả nhà. Phi Hiền thì đang mải mê bắt ốc ở bên kia này cả nhà. Để qua xem thử nãy giờ Phi Hiền có bắt được con gì không nha. Bắt con gì em? Ốc này. Wow, ốc long nhiều. Wow, ốc long đâu nhiều dữ vậy? Wow, nó đu mấy trăm cái kỉ nhiều lắm luôn nè. Wow, bé Hiền bắt 6-7 con ốc long gì luôn cả nha. Quá đã. Đây nè. Wow. Nhìn cũng khá là nhiều á. Đây em ơi. Ở đây có một hang này. Bên này cũng có dấu nước mà sao xíu nữa mình tìm. Đó. Rồi. Wow, rất là nhanh luôn. Đây nè. Đây nè cả nhà. Thêm một con nữa này. Ở đây có một cái mè ốc mỡ này cả nhà. Đây nè. Đây nè. Nó bò quá trời luôn. Hình như là chỗ này nè. Đây. Đây nè, ở đây có một hang này cả nha. Dường như lúc nãy ở bên kia nó cũng xịt nước lên mà xíu nữa mình qua mình tìm. Đây. Chả muối xuống luôn. Đó. Lên được không biết. Đó lên cả nhà. Ủa thủng lại. Bắt nó luôn. Rồi. Bắt luôn. Đây này cả nhà. Con nào nấy thì cũng một cỡ thôi nha. Trung trung thôi. Đi qua bên đây để anh tìm lại cái hang bên này thử coi. Hình như đây không biết phải không. Không phải. Bắn nước. Bắn nước, bắn nước, ướt chân. Đây nè. Đó. Ồ, con sò đỏ. Một con sò đỏ này cả nhà. Đây cả nhà, em và bé Hiền bắt được hết tất cả bao nhiêu đây nè. Mà trời thì nó muốn sập tối rồi, nên hai tụi em tranh thủ về để mà chế biến món ăn nha. Thank you.
đây mâm ốc móng tay siêu cây của hai tụi em đã chín rồi nha cả nhà. Mời hết tất cả mọi người cùng dùng ốc móng tay nha. Hôm nay làm cái món siêu cây luôn nè, ớt không à. Mời hết tất cả mọi người nha. Ăn em. Này, em làm con vịt bự nè, nãy em bắt á. Cây lắm rồi nha. Nó có nước nữa nè. Mời mọi người con vịt nha, mọi người siêu to luôn. Mời cả nhà mình nha. Nó cây nó đã lắm. Cây nó mặn ngon lắm rồi. Kèm theo cái nước sốt mình nấu nữa. Mặn mặn cây cây. Ăn thử ốc bên đây coi. Mời cả nhà mình nha. Ăn ốc bên đây nè. Đây mọi người, ốc móng tay đây mọi người ơi. Mọi người nha. Cái xả nó thơm. Nó dai lắm luôn á mọi người. Ăn nó sụt sụt luôn. Ốc lòng. Lòng này nãy bị Hiền bắt nè. Thịt không rồi cái này. Ớt, sơ sơ ớt này là ớt nhiều rồi. Chứ mua chanh đỏ nữa, ăn cay cay. Mời cả nhà mình ăn con ốc lông nha. Giòn rồi. Đây, sờ đỏ nha mọi người ơi. Mời mọi người nha. Nó dai lắm luôn á mọi người. Nè, Bí làm con sò ngọc trai nè. Xem thử như thế nào. Con đó ăn đỉnh lắm á. Mời mọi người nha mọi người ơi. Cô cái thịt nó nè. Ngọt lắm luôn. Wow, ăn thử cái gì em coi. Mời cả nhà ăn con diệm xanh nha. Cay quá cả nhà ơi. Nhưng mà nó phê. Ăn mà muốn chảy nước mắt luôn mà. Con sò huyết hả con? Sò đều đá. Con duy nhất. Mọi người ăn con sò nha mọi người. Nó dai lắm luôn. Ăn cây như thế này mà Bé Hiền không cho uống nước nữa là bó tay luôn rồi mọi người. Mời cả nhà nha. Ăn ngồi hít nha. Quá đã. Mời mọi người ăn con móng tay nè. Móng tay chắc nữa. Đầy ruột không à? Dạ, wow. Ngọt lắm luôn. Siêu ngọt luôn. Đã quá. Rồi, chắc em và Bé Hiền sẽ mời cả nhà mình thêm một con nữa nha cả nhà.
Rồi em và Bảy Hiền sẽ xin phép kết thúc video tại đây nha. Vì ăn thì cũng sắp xong rồi, trời thì cũng đã tối rồi cả nhà. Chắc là sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở các video sau nha. Còn bây giờ thì sẽ bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Đây mọi người con ốc nữa nha, rồi kết thúc video nha mọi người. Mời cả nhà mình nha. Ốc ngọt hơn.